Hi, xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về toán tăng thầy lợi nha các bạn. Thì hôm nay mình nói về tìm số liền trước nè, số liền sau nè, số bé nhất có 5 chữ số khác nhau. Thì bước đầu tiên các bạn cần nhớ kiến thức đó là số liền trước. Liền trước thì các bạn nhớ giúp mình công thức nha. Muốn tìm số liền trước thì cần lấy số đó nè, trừ đi 1, được chưa? Muốn tìm số liền sau nè, liền sau nè, ta lấy số đó, số đó cộng thêm thêm 1, ok chưa? Rồi tiếp theo thì mình sẽ tìm số bé nhất có 5 chữ số. Số bé nhất có 5 chữ số khác nhau. Thì ở đây các bạn cần nhớ giúp mình, mỗi con số trên thế gian này đều được tạo bởi một dãy số sau đây: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9. Và cái dãy số này được sắp xếp từ bé đến lớn. Ý nói 1 lớn hơn 0, 2 lớn hơn 1, vân vân và vân vân. Vậy trong dãy số này, số 0 chính là số bé nhất, số 9 chính là số lớn nhất trong dãy số này. Ok chưa ạ? Rồi bây giờ mình sẽ tìm số bé nhất có 5 chữ số khác nhau. Thì số có 5 chữ số thì từ tay phải sang tay trái nè, gồm có hàng đơn, đơn vị 1, hàng chục 2, hàng trăm 3, hàng nghìn 4, hàng chục nghìn 5. Được chưa ạ? 5 chữ số. Rồi các hàng chục, xin lỗi, các hàng của nó phải có một chữ số thôi, được chưa? Từ 0 đến 9. Rồi thì bắt đầu mình chọn hàng chục nghìn mình làm trước nha các bạn. Từ 0 đến 9, số nhỏ nhất là số 0. Nhưng hàng chục nghìn không thể là số 0 nên các bạn chọn số nhỏ tiếp theo, đó là số 1 nha các bạn. Số 1. Rồi, do khác nhau khi hàng chục nghìn là số 1 rồi, các bạn không còn số 1 nữa, bỏ đi. Được chưa ạ? Tiếp theo hàng nghìn, số nhỏ nhất, bây giờ số 0 đã có thể, vậy lấy rồi bỏ đi. Tiếp tục tới số 2, lấy rồi bỏ đi. Tiếp tục số 3, lấy rồi bỏ đi. Tiếp tục số 4, được chưa ạ? Vậy số bé nhất có 4, xin lỗi, có 5 chữ số khác nhau là 1, 0, 2, 3, 4. Rồi tới đây thì các bạn sẽ tìm số liền trước 1 0 2 3 4 là lấy số đó trừ đi 1, liền trước trừ 1, được chưa ạ? Rồi các bạn comment kết quả. Rồi tìm số liền sau số đó 1 0 2 3 4 là ta lấy số đó cộng thêm 1 đơn vị. Rồi bằng bao nhiêu, các bạn comment kết quả ở phía dưới giúp mình. Rồi thôi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong quá trình hướng dẫn. Có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment với mình để mình khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn. Rồi xin chào và hẹn gặp lại mọi người, xin cảm ơn, bye bye.